Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 11 đến câu 17. Sau đó, Đức Giêsu đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca họa lên một bức tranh thật sống động của sự đan xen giữa tuyệt vọng cùng cực và niềm vui vỡ òa nơi cuộc sống con người. Thánh Luca cho chúng ta thấy có hai đám đông đang di chuyển ngược chiều nhau. Đám đông thứ nhất, dẫn đầu là Chúa Giêsu đang tiến vào thành với tất cả niềm phấn khởi. Đám đông thứ hai, dẫn đầu là một xác chết đang đi ra khỏi thành với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Điều đáng lưu ý ở đây là hai làn người đó gặp nhau, mà điểm nút là Chúa Giêsu và một xác chết. Hay nói cách khác là sự gặp gỡ của niềm hy vọng và sự tuyệt vọng cùng cực. Khi sự đau khổ tuyệt vọng của con người gặp được đấng là nguồn mạch của mọi hy vọng, thì sự đau buồn tuyệt vọng nơi con người không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là niềm vui, niềm hy vọng được bùng nổ vỡ òa nơi tất cả mọi người. Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài muốn giải thoát con người khỏi nỗi cô đơn buồn phiền, khỏi thất vọng đắng cay, khỏi đau thương tuyệt vọng. Ngay cả nỗi đau thương tuyệt vọng lớn nhất nơi con người là sự chết. Thiên Chúa muốn giải thoát con người khỏi lưỡi hái tử thần để sống với Ngài. Thế nhưng, con người vẫn có tự do để chọn sống với Ngài hay cái chết đời đời. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết luôn chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để rồi chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ biến những đau khổ tuyệt vọng của chúng con thành niềm vui và hy vọng. Amen.